Đây gọi là trời sắc giới Trong cõi trời này Không có tám khổ này Sinh lão bệnh tử Ái biệt ly Oán tấn hội Cầu bất đắc Ngủ ấm xí thành Đều không có Vì thì rất an vui Tuy là an vui Thọ mạng của họ có tận khi thọ mạng đến rồi Họ còn phải chết Thế là Khổ liệt đến Cho nên người trời sắc giới Bình thường không có khổ Khi lâm chung có khổ Khi lâm chung Thân thể hỏng rồi Bị bệnh Thân thể hỏng rồi Những cung điện mà họ cư trụ tất cả hưởng thụ cũng như vậy không thể mang đi chân thật là ở trong Phật pháp thường nói dạng ban tương bất cứ duy hữu nghiệp tùy thân cho nên tuy là không có khổ khổ họ có hoại khổ phàm phu cao cấp nhất trời vô sắc giới họ ngay đến thân thể đều không cần Lão tử chúng ta đã nói rất hay Lão tử nói Ta có đại hoàng Vì ta có thân Ông nói Ta có mối lo lớn nhất Bởi vì ta có thân thể Không có thân thể thì thật tự tại Tu thiền định của thế gian Đến tầng thứ năm thì ra khỏi sắc giới Sinh đến trời vô sắc Trời vô sắc cũng có bốn cõi Cao nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên Thông thường nhà Phật nói Tứ thiền bác định Bác định bao gồm tứ thiền Tứ thiền hướng lên trên còn có bốn giai tầng thiền định Cái thiền định này sâu Ngay cái thân thể này cũng không cần Cho nên hoại khổ cũng không có Thế nhưng họ có hành khổ Cái gì gọi là hành khổ Họ không thể vĩnh viễn giữ được cảnh giới của mình Khi thọ mạng đến rồi vẫn phải luân chuyển vẫn là phải luân hồi không cứu cánh phật nói với chúng ta dục giới ba loại khổ này đều có khổ khổ hoại khổ hành khổ ba loại khổ đều phải chịu trời sắc giới họ chịu hai loại họ có hoại khổ họ có hành khổ họ không có khổ khổ cao nhất trời vô sắc giới họ chỉ có hành khổ họ hoại khổ cùng khổ khổ đều không có phật ở trên kinh đại thừa thường nói tam giới thống khổ trong kinh pháp hoa thí dụ nói nhà lửa tam giới ở trong đây không an toàn Ngày nay chúng ta cư trụ Trên cái địa cầu này Chúng sanh trên địa cầu Tạo ra nghiệp bất thiện Quá nhiều Quá nặng Cho nên cái địa cầu này Rất là không an toàn Chúng ta ở nơi đây Không có cảm giác an toàn Đạo lý là bởi vì tạo ra nghiệp bất thiện nhân cùng quả chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng làm cho tường tận đây là chúng khổ đơn giản cùng với các vị nói đến chỗ này cái khổ có nhiều hơn tám loại này đều có thể bao gồm rồi tám khổ ba khổ đều bao gồm hết bồ tát bất kế chúng khổ chữ kế này là không phân biệt không chấp trước phàm phu chúng ta phân biệt chấp trước đối với những chúng khổ này bạn liền phải nhận bạn không thể không nhận phật bồ tát đến thế gian này của chúng ta các ngài là người tái sanh các ngài không phải đến để nhận quả báo các ngài là thừa nguyện tái lai Giúp đỡ chúng ta Những chúng sanh mê hoặc điên đảo Lìa khổ được vui Biểu hiện của các ngài Có ba khổ, tám khổ hay không? Có Ngài cũng biểu diễn Như Thích ca mâu Phật Thế tôn ngài một đời thị hiện Ngài thị hiện có sinh lão bệnh tử cũng có cầu bất đắc cũng có ái biệt ly cũng có oán tắng hội khổ cái thì hiện này thảy ra đều thì hiện hết ở trong cảm giác của chúng ta thích Ni phật cũng không khác gì với chúng ta trên thực tế hoàn toàn không như nhau ngài là biểu diễn ngài không có phân biệt không có chấp trước không có vọng tưởng ngài biết được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng như trên kinh kim cang nói tam tâm bất khả đắc dạng pháp vô sở hữu cho nên ngài lìa khổ lìa khổ thì là lạc Ngài đạt được là chân lạc. Chúng ta ở cái thế gian này là chịu quả báo, là tùy nghiệp chịu báo, ngài không phải. Ngài đến để độ hóa chúng sanh. Làm sao mà giống nhau được? Các loại thị hiện của ngài đều là giống như diễn kịch diễn cho chúng ta xem. Để sau khi chúng ta xem rồi Ở trong đó Hoác nhiên đại ngộ Giúp cho chúng ta khai ngộ Vĩnh viễn An trụ Ở thanh tịnh bình đẳng Chánh giác từ bi Chúng ta phải học Phật Bồ Tát